Chợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong khi nhu cầu về nhà ở cho người dân Hà Nội đang bức thiết, nhà ở xã hội đang thiếu và khó triển khai, thì tình trạng nhà tái định cư lại đang rơi vào tình trạng dư thừa. Thậm chí có hơn 1.000 căn hộ bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn cho ngân sách thành phố. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để giải quyết hơn 1.000 căn hộ này? Mời quý vị theo dõi chuyên đề tuần này của chúng tôi với chủ đề Lối ra nào cho nhà tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội. Ngay sau đây là những thông tin đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Tại Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định, nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình cá nhân thuộc diện được tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật. Và bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 năm 2012, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 122 về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Theo đó sẽ có khoảng 42.500 căn được đầu tư xây dựng, trong đó kế hoạch xây dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn 2013-2015 khoảng 12.500 căn trên 1 triệu mét vuông sàn, tổng kinh phí khoảng 980,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2020 khoảng 30.000 căn trên 2,4 triệu mét vuông sàn, tổng kinh phí khoảng 2.352 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ còn hơn một năm nữa là đến mốc kế hoạch hoàn thành. Khi tính đến tháng 5 năm 2018, dự án nhà tái định cư mới đạt khoảng 30% kế hoạch. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, đơn vị này đã tiếp nhận quản lý 166 nhà tái định cư với tổng số 14.211 căn hộ. Trong đó, 13.111 căn hộ người nhận nhà đã trả tiền. 724 căn hộ đã bố trí tái định cư, người dân chưa đến làm thủ tục. 376 căn hộ chưa bố trí tái định cư. Như vậy, Hà Nội hiện còn hơn 1.000 căn hộ tái định cư đang bị bỏ hoang, chưa có người sử dụng. Và hiện hơn 100 căn hộ này đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí. Mặc dù công tác đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư luôn được thành phố Hà Nội chú trọng ưu tiên nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh thiệt thòi cho người dân khi nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án. Nhưng thực tế thì trong khi nhiều người dân thu nhập thấp chưa có nhà ở, thì Hà Nội đang có hơn 1.000 căn hộ tái định cư bỏ trống, thậm chí có những khu nhà đã hoàn thành xong cả chục năm nay ở Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội mà không ai đến ở. Và đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội đã phải đề nghị dỡ bỏ. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và số phận của những căn hộ bị bỏ hoang này đang như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Điển hình tại 4 tòa nhà tái định cư A14 Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, nơi tiếp nhận hồ sơ bàn giao nhà cho người dân. Cửa đóng, then cài, không một bóng người. Toàn bộ 3 khối nhà CT1, A, B, C của khu tái định cư thành phố Giao Liêu, quận Bắc Từ Liêm, dù được đưa vào sử dụng từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn thưa thớt người ở. Bên cạnh đó, khối nhà chung cư cao hơn 20 tầng tại phố Tạ Quang Biểu, quận Hai Bà Trưng, dù đã xong từ cả chục năm nay nhưng cũng đang bị bỏ hoang. Thậm chí nhiều dự án nhà tái định cư ngay trung tâm thành phố Hoàng Cầu với 4 tòa nhà CT2A, CT2B, CT2C và CT3 được xây dựng khá khang trang nhưng số dân đến ở rất khiêm tốn. Cùng chung số phận của các căn hộ trên là 3 tòa nhà tái định cư với 150 căn hộ tại khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên. Mặc dù đã xây xong cả chục năm nay nhưng vẫn không có người đến ở, khiến nơi đây trở thành hoang phế và xuống cấp. Cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội, Hancoba đã đề xuất phá dỡ khu này, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thực tế cho thấy, nhiều người dân không mặn mà, thậm chí bức xúc với nhà tái định cư, khi cả cơ quan quản lý, các cấp chính quyền cũng phải thừa nhận, chất lượng nhà tái định cư vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt công tác quản lý, vận hành và sử dụng đang tồn tại nhiều bất cập. Thấy nó kém, kiểu là ví dụ như lượng ở phữa trát thì đã thường thì hiện đại rất nhiều, chỗ nó bong tróc rồi, các cái sơn ở phía ngoài nó mốc, rêu mốc rất nhiều, cửa thứ rất là cửa sổ nó kém, đúng cái kém. Hai là các thiết bị thang máy của bên tòa nhà B10C này hỏng suốt, một cái tuần thì chúng có khi phải hỏng vài ba lần, thì là
các cái thứ thiết bị trang bị phòng cháy thì gần rất sơ sài. Các cái dự án này xây bằng tiền ngân sách và trong đó nó có định hướng bởi lợi ích nhóm. Vì thế mà cứ xây bất chấp cái nhu cầu, bất chấp cái chất lượng, bất chấp cái sự cần thiết. Và do đó nó tạo ra cái tình trạng là người mà tái định cư đó, họ không chấp nhận chất lượng như vậy, họ không chấp nhận vị trí như vậy, mà họ cũng không đi, hoặc là cái dự án mà phải đi đó nó không bị trục trặc. Cái thứ hai nữa là vì là cái nhà tái định cư mà ít được kiểm soát quản lý, cho nên là các cái chủ đầu tư khi xây dựng như vậy là thường là bớt xém, hoặc là thiếu các cái đồng bộ về cơ sở tầng cũng như hạ tầng xã hội khác. Do đó là nó không tiện lợi cho cái người dân. Mà người dân thì về nguyên tắc là theo quy định pháp lý hiện nay là họ phải nhận được cái điều kiện ở tái định cư nó tốt hơn chỗ ở cũ. Thế mà không được thì họ không đi. Bên cạnh chất lượng kém thì việc thực hiện xây dựng đã quá dập khuẩn, máy móc, không tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà không người ở. Người dân quay lưng vì dự án không đáp ứng được nhu cầu bức thiết của họ. Trước đây khi mà họ xây dựng thì họ tính toán rồi họ dự trù cho rất nhiều những cái dự án phải làm các vấn đề tái định cư. Vô hình chung là cái khối lượng nó quá nhiều. Nó nhiều đến mức mà cái khả năng sử dụng nó không hết. Và đặc biệt nữa là do cái chính sách nó thay đổi. Đầu tiên thì những cái nhà dân mà bị lấy lại đất để làm dự án, để làm đường, làm các công trình xã hội chẳng hạn, thì họ được nhận lại những cái nhà ở tái định cư, thì trong trường hợp đấy là họ bắt buộc phải dịch chuyển. Tuy nhiên sau này thì có những cái thay đổi là họ không nhất thiết cần nhận nhà mà họ nhận bằng tiền chẳng hạn, thì rõ ràng là người dân người ta sẽ có cái sự lựa chọn. Mà khi mà người ta lựa chọn thì tại sao người ta lại không lựa chọn nhà tái định cư? Đấy là cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ngay được, là đầu tiên là về cái an cư xã hội, cái chất lượng xây dựng và cái việc đảm bảo an toàn kỹ thuật cho người dân khi mà họ phải sang một cái môi trường mới sống. Nếu mà nó không bằng được cái môi trường cũ thì chắc chắn người ta không lựa chọn. Nguyên nhân đầu tiên có thể nói rằng là chất lượng có vấn đề. Thậm chí là bây giờ nhiều cái chung cư đắt tiền mà cũng còn có vấn đề về chất lượng. Những cái chung cư tái định cư thì thường là chất lượng rất kém. Thứ hai là nó vị trí nó không phù hợp, quá xa xôi rồi không thuận tiện cho sinh hoạt, không có giao thông, không có bệnh viện, không có trường học. Cho nên những người mà tái định cư là những người khó khăn, người ta phải bám vào chợ, bám vào cái hàng quán, vào cái chỗ nào để người ta sinh sống, còn rất là khó để chấp nhận thay đổi hoàn toàn tập quán, đi một vùng xa, và nó gây ra rất nhiều cái khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Thế còn chưa nói là một trong cái lý do như vừa rồi xảy ra tương đối nhiều, đấy là đền bù rồi tái định cư không thỏa đáng, nên còn kiện cáo tranh chấp, có thể vẫn phải thuê nhà, thậm chí cắm lều ở, nhưng cuối cùng nhà vẫn bỏ trống. Một nguyên nhân quan trọng khiến người dân không mặn mà với nhà tái định cư, đó là những khu nhà được chuyển đến tái định cư lại khá xa trung tâm, chưa có hạ tầng đồng bộ, giao thông đi lại còn khó khăn. Thậm chí nơi ở mới lại không đáp ứng điều kiện công ăn việc làm hay con cái học hành. Đó là những lý do mà nhiều người dân ngại chuyển đến nhà tái định cư. Vì người dân sống quen ở đó, người ta sống và làm việc ở đó quen rồi, và chúng ta đẩy họ đi một cái nơi quá xa thì người dân họ sẽ không thích lắm. Nên ở tốt nhất là cùng cái phường đó là cái thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là người dân họ ở đó bao nhiêu năm rồi, bây giờ chúng ta cải tạo đô thị, chúng ta nâng cấp nó lên, thì cái người hưởng thụ đầu tiên phải là người dân tại chỗ, chứ không phải là một cái người ở đâu đó lại có tiền rồi hưởng rồi đẩy cái người dân tại chỗ đi chỗ khác. Bên cạnh các nguyên nhân chất lượng thấp, vị trí không thuận lợi, hạ tầng kém không đồng bộ, thì khâu đền bù cũng là nguyên nhân khiến 1.000 căn nhà tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội. Đáng lẽ họ phải được đền bù cao hơn hoặc ít nhất là phải bằng nơi ở cũ cả về vị trí và giá trị căn hộ. Nhưng đa số đền bù nhà tái định cư của Việt Nam lại không thực hiện được những điều đó, nên dẫn đến thất bại và hậu quả là nhà tái định cư bị bỏ hoang. Đền bù này chưa thỏa đáng, dồn ép, mà cái đền bù thì rất là ít, tiền đền bù cho dân là rất là ít, nhưng mà bán nhà cho dân thì quá đắt, mà dân bây giờ là mất đất mà lên trên tầng cao ở, coi như là đời sống kinh tế gia đình nào cũng gặp khó khăn. Người ta đã có một cái hy sinh rất lớn là người ta
rời bỏ cái miếng đất, có thể là cha sinh mẹ đẻ hoặc là sống nhiều đời đó rồi, người ta chuyển hẳn sang một môi trường khác để nhường cái đất đó cho phát triển công trình hạ tầng, là nhường cho cái tiện ích chung của cả xã hội. Như vậy là cái hy sinh rất là lớn. Vậy thì người ta cũng xứng đáng được nhận lại một cái gì đó tốt hơn là cái người ta đã có, ít ra cũng phải bằng. Đây chúng ta lại cho người ta những cái nhà mà không biết là nó rơi vỡ xuống lúc nào, xung quanh không có trường học, bệnh viện, không có hàng quán, thì dễ gì mà người ta chấp nhận. Thì kinh nghiệm từ các nhà tài trợ quốc tế, không bao giờ người ta chấp nhận những cái phương án tái định cư mà không rõ ràng và không đảm bảo cuộc sống tốt cho người dân cả. Hơn 1.000 căn nhà tái định cư đang bị bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp và nhiều tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước đang bị lãng phí. Trong khi đó, không ít những dự án giải phóng mặt bằng thiếu nhà tái định cư để triển khai. Đây là nghịch lý đang tồn tại ở Hà Nội. Cần phải sớm có giải pháp để tìm được lối ra cho những căn nhà tái định cư này. Mới đây, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát nhà chung cư tái định cư trên địa bàn. Chỉ đạo này được đưa ra sau yêu cầu của Thủ tướng về việc rà soát kiểm tra nhà chung cư tái định cư. Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội thống kê cụ thể các dự án nhà chung cư tái định cư được đầu tư xây dựng trước khi có luật nhà ở 2005 và sau khi có luật nhà ở 2005-2014. Trong đó, nêu rõ số căn hộ đã bàn giao, đưa vào sử dụng tại từng dự án cụ thể. Các nội dung cần làm rõ như chất lượng nhà chung cư tái định cư, thực trạng việc bố trí nhà ở tái định cư, việc quản lý sử dụng nhà tái định cư, việc thành lập ban quản trị, việc quản lý và vận hành. Tuy nhiên, với thực trạng hơn 1.000 căn nhà tái định cư bỏ hoang trên địa bàn thành phố, các chuyên gia cho rằng để giải quyết vấn đề này cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn. Nếu như thực chất của những nhà đấy xây dựng lên mà chất lượng nó quá tồi, không thể ở được, hoặc là các cái điều kiện về sinh hoạt nó không thể nào đáp ứng được nhu cầu của người dân, thì rõ ràng người ta phải buộc lòng phải thực hiện xóa đi. Và nếu phá đi như thế thì rõ ràng tạo ra một sự lãng phí trách nhiệm của những cái cơ quan, những cái tổ chức nào đã đầu tư lên cái nhà đó, người ta phải gánh chịu. Còn lại thì những cái nhà khác, tôi cho rằng là chúng ta nên chuyển theo cơ chế thị trường. Chúng ta có thể thực hiện đấu giá, chúng ta có thể thực hiện là đưa vào thị trường vận hành. Và chính dùng cái nguồn tiền đó một cách công khai minh bạch như thế để chúng ta trả lại cho chính những người mà người ta sẽ có cái trách nhiệm là phải di rời. Một cái tái định cư, quy hoạch tái định cư mà tốt là phải tổ chức được cuộc sống cho người ta. Như vậy là phải diện tích ở và diện tích để kiếm tiền, để làm việc, nguồn công việc nằm ở đâu. Bây giờ thì tốt nhất là biến thành những cái nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội thì ai vào ở cũng được thôi. Nhà tái định cư chỉ những người tái định cư mới được vào ở. Cho nên họ không vào ở thì phải bỏ hoang. Chứ còn nhà ở xã hội thì bán cho mọi đối tượng với cái giá phải chăng rẻ thì người xa, người gần, ai cần thì cứ việc vào mà mua. Tái định cư khi người ta có nhu cầu, thế còn người ta muốn lấy tiền thì hãy bán, chuyển tiền cho người ta. Nhiều người người ta sẽ mong muốn thế hơn. Bán thực sự là cao thấp là do thị trường quyết định. Nên có một sự rà soát, tổng đánh giá cả cơ sở pháp lý, cả thực tế sử dụng hiện trạng, cả triển vọng tương lai, nhất là các kịch bản, phương án có thể sử dụng, để từ đó đưa ra các cái thảo luận đánh giá. Sao cho đó, một là phải tái sử dụng nhanh, hai nữa là giảm chi thêm tiền ngân sách, và cái thứ ba là chỉ rõ những cái lỗi và những cái người phải chịu trách nhiệm lỗi để mà có những cái chế tài nghiêm khắc cần thiết, ngăn chặn cũng như là truy thu lại những cái lợi ích mà mình đã bị mất. Như vậy, giải pháp tốt nhất là phải khảo sát để nắm được tâm tư nguyện vọng của những người dân, những người thụ hưởng cuối cùng của dự án, rồi sau đó lập kế hoạch xử lý từng dự án cụ thể mới có thể giải quyết được căn nguyên của những căn nhà bỏ hoang này. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.